Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Như vậy thì chúng ta đã cài đặt xong các thành phần cần thiết để có thể tham gia khóa học này. Tuy nhiên, trong phần này, trước khi chúng ta sẽ đi vào các phần tiếp theo về cách thức lập trình sử dụng AppTrack, thì trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số cái thông tin, một số cái khái niệm cơ bản về AppTrack. Đầu tiên, thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem AppTrack SDK nó đang ở đâu trong cái bức tranh chung của các sản phẩm dành cho developer của S3. Tiếp theo, các video tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số các khái niệm cơ bản mà khi chúng ta làm việc với AppTrack chúng ta sẽ gặp và chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên. Thì trong các video tiếp theo mình sẽ nói về các khái niệm cơ bản đó, ví dụ như interface trong AppTrack hay là class thì như thế nào và sử dụng ra sao. Mình sẽ cố gắng giải thích ở cái cấp độ là đơn giản nhất, bởi vì khi mà tìm hiểu về AppTrack thì khái niệm sẽ có rất nhiều thứ ha. Tuy nhiên thì cố gắng lược bỏ những thứ mà trong cái khóa học này chúng ta chưa cần thiết tới, hoặc là sẽ tiếp cận từ cái nền tảng basic nhất. Từ đó thì giúp các bạn sẽ có thể dễ hiểu hơn và hy vọng rằng sẽ có được cái nền tảng cho giúp các bạn có thể đi xa hơn, đi sâu hơn khi bạn tìm hiểu về AppTrack, và không chỉ AppTrack đâu mà còn cả những cái thư viện khác có liên quan tới AppTrack và sử dụng chung trong cái nền tảng hệ sinh thái của S3. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu trước tiên là cùng tìm hiểu xem AppTrack SDK nó nằm trong bức tranh chung thì nó nằm ở đâu. Đó, trong bức tranh chung của hệ sinh thái, các sản phẩm ở trong hệ sinh thái của developer của S3. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái file ha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái file. Thì tại đây ha, tại đây mình có tổng hợp lại và vẽ ra một cái mô hình như thế này. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nói về ArcGIS Developer. Thì các sản phẩm của S3 á, ngoài cái sản phẩm cho người dùng cuối, thì S3 còn có xây dựng một cái bộ sản phẩm dành cho developer nha, dành cho developer. Thì cái bộ sản phẩm dành cho developer này, bên trong nó có rất là nhiều cái sản phẩm mà hỗ trợ cho nhiều mục đích khác nhau. Đấy, ví dụ ở đây thì mình chia thành hai nhánh chính. Đầu tiên đó là gì ạ? Đó là các bộ sản phẩm dành cho việc tạo ra các ứng dụng JS ha, tạo ra ứng dụng JS. Nhánh thứ hai đó là các sản phẩm mà dành cho cái việc là customize hay mở rộng, hoặc là sử dụng cái sản phẩm mà sử dụng cái sức mạnh của cái ArcGIS platform để tối ưu hóa, để xây dựng lên các ứng dụng. Thì nó có hai hướng như vậy. Một hướng thì sử dụng để dùng để tạo ra cái sản phẩm mà ứng dụng nền tảng công nghệ JS của S3. Nhánh thứ hai là dùng để customize và mở rộng ha, customize và mở rộng cái sản phẩm dựa trên cái nền tảng ArcGIS platform, là những sản phẩm có sẵn hoặc là sẽ tạo mới. Đấy, rồi mình nói từ bên trái qua nha. Đầu tiên là đối với React JS application, thì trong cái nhóm React JS application này nó có rất là nhiều cái sản phẩm ha. Thì mình lại phân nhóm tiếp, đó là nhóm các sản phẩm dành cho web API. Đó là cái sản phẩm web API. Cái sản phẩm nhóm web API thì đây là các bộ API nó sẽ hỗ trợ cho mình sử dụng trên cái nền tảng web. Mình nói ví dụ khi mà chúng ta cần xây dựng các sản phẩm là các ứng dụng web ha, dùng web riêng của chúng ta, mà chúng ta muốn thích hợp, muốn sử dụng cái nền tảng công nghệ JS, muốn sử dụng JS của S3, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ sản phẩm web API này. Mà cụ thể thì chúng ta sẽ có là ArcGIS API for JavaScript, hay là S3 Leaflet, Mapbox GL.js, hoặc là OpenLayer. Đấy, thì chúng ta có thể tích hợp, chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm này của S3 đấy, dành cho việc phát triển ứng dụng web. Trong trường hợp đối với cái việc mà phát triển cái ứng dụng mobile thì chúng ta cũng có một cái bộ API dành cho mobile, ví dụ như ArcGIS Runtime SDK API for iOS, hay là có thể sử dụng cho Android, hoặc là cho .NET, hoặc là sử dụng với cái ngôn ngữ Qt ha. Rồi, hoặc là đối với desktop. Đấy, đối với desktop thì chúng ta cũng sẽ có các sản phẩm như là ArcGIS Runtime API for Java, ArcGIS Runtime API for .NET, v.v. Đấy, thì tương tự như vậy. Hoặc là đây nó còn có một nhánh thứ tư, mà mình phân nhánh vô đây, đó chính là cái App Builder and Template. Thì thực ra các bạn, trước App Builder and Template đây, nó là một cái, nó là những cái sản phẩm mà S3 họ xây dựng ra, để hỗ trợ cho người dùng mà không cần phải lập trình gì nhiều á, để có thể tạo ra các sản phẩm như là web, như là mobile. Mà không cần phải lập trình gì nhiều ha. Thì đó chính là cái nhóm sản phẩm này, mà cụ thể thì nó chính là ArcGIS Experience Builder, hay là ArcGIS Web App Builder, ArcGIS App Studio, hay là ArcGIS Survey
123 thì ví dụ như trường hợp ICS App Studio đây, đó chính là các phần mềm để hỗ trợ chúng ta tạo nhanh ra các ứng dụng mobile và sử dụng cái công nghệ nền tảng GIS đấy. Thì đối với nhánh thứ nhất là như vậy, thì tóm lọn gọn là cái nhánh này ấy, là gì ạ? Cái nhánh này nó sẽ là cung cấp các API, các SDK để hỗ trợ cho người dùng xây dựng lên các sản phẩm của riêng họ mà ứng dụng cái công nghệ JS, mà đặc biệt là JS của S3 vào. Đấy là nhánh thứ nhất. Trong trường hợp nhánh thứ hai, là quay trở lại chúng ta sẽ nói về nhánh thứ hai ha, thì đối với nhánh thứ hai đó là gì ạ? Đó là cái nhánh customize hay là mở rộng các khả năng của cái nhóm sản phẩm có sẵn. Thì đối với trường hợp nhánh này á, thì chúng ta cũng sẽ có, mình lại phân tích thành ba nhóm. Sản phẩm của S3 thì họ cũng trải đều trên tất cả các nền tảng, nếu nhìn theo góc độ nền tảng thì cũng trải đều trên các nền tảng, về desktop Git cũng có, hay về desktop Git cũng có, về cái thế hệ dành nền trên cái web bay cũng có luôn, trên nền tảng web cũng có luôn đấy. Và không chỉ thế, họ còn hỗ trợ một cái sản phẩm khác, đó là cái bộ REST API để hỗ trợ cho người dùng có thể khai thác cái thế mạnh của cái server Git đấy. Thì đối với nhóm desktop Git ha, đối với nhóm desktop Git là cái sản phẩm của họ, thì trong nhóm desktop Git hiện tại chúng ta đang có hai cái nhóm sản phẩm chính ha, mà lâu đời nhất ta có thể nói tới là ArcGIS Desktop, tiếp theo đó là ArcGIS Pro. Đây là một sản phẩm khá là mới, thực ra thì cũng ra đời được mấy năm nay rồi, nhưng mà nó đang trên cái đường, trên con đường để khẳng định và để thay thế hoàn toàn cái sản phẩm ArcGIS Desktop này. Hai sản phẩm này đang cùng hướng tới cùng một cái mục đích như nhau, và thậm chí thì ArcGIS Pro nó được mang một sứ mệnh là thay thế và đem lại cái trải nghiệm, đem lại cái hiệu năng tốt hơn đấy. Thì đối với trường hợp là Desktop Git thì như mình đã nói, đây có ArcGIS Desktop và ArcGIS Pro. Thì trong ArcGIS Desktop á, chúng ta sẽ có các bộ SDK như là Object SDK for Java, Object SDK for .NET, mà có lẽ .NET đây chúng ta hiểu đó là .NET Framework, và Object SDK for C cộng cộng ha. Rồi trường hợp đối với ArcGIS Pro thì chúng ta có các bộ SDK là ArcGIS Pro SDK for Microsoft .NET và ArcPy. Rồi quay qua đối với nhóm ArcGIS Enterprise, thì ArcGIS Enterprise á, đó là gì? ArcGIS Enterprise đó là, đây thực sự là một cái platform nữa, một platform có thể hình dung là một platform con bên trong ArcGIS platform. Nó hội tụ rất là nhiều cái đặc trưng mà mang tính chất của một cái công nghệ điện toán đám mây. Trên đây chúng nó cung cấp rất nhiều cái ứng dụng, sản phẩm phần mềm như là một dịch vụ gì đó đấy. Thì cái sản phẩm phần mềm ở đây nó rất là nhiều và nó trải đủ trong từ web, từ mobile ha, có đầy đủ hết tất cả sản phẩm đấy. Và thực sự là ngoài những sản phẩm mà mang tính chất là thương mại chung thì có những sản phẩm chuyên ngành nữa. Thì khi mà có thời gian hoặc là có thời gian vào trong tương lai, thì nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua ArcGIS ha. Thì đối với việc mà phát triển cái nền tảng, mở rộng cái nền tảng của ArcGIS Enterprise, thì chúng ta có là ArcGIS Enterprise SDK, Gale Event Server SDK, hoặc là Jeff for ArcGIS Enterprise, vân vâng. Đấy, thì những cái thế hệ, những cái bộ SDK này là hỗ trợ cho nền tảng ArcGIS Enterprise. Thì đối với nhóm REST API, nhóm REST API thì chúng ta có ArcGIS REST JS và ArcGIS API for Python. Ha. Rồi, đó, thì rồi, tóm lại thì chúng ta cần xác định rằng chỉ trong khoa học là chúng ta đang tìm hiểu Object SDK. Thì các bạn thấy đó, Object SDK nó nằm ở cái nhánh này, nó là cái bộ thư viện hỗ trợ cho chúng ta làm gì, hỗ trợ chúng ta có thể là customize hoặc mở rộng cái khả năng của ArcGIS Desktop đấy. Đó thì cũng như cái lý do từ đầu để xây dựng khoa học này thì mình cũng có nói rồi, chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này bởi vì trong giai đoạn này là một cái giai đoạn mà có thể nói rằng một trong giai đoạn cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại và sẽ cùng một cơ hội, bao giờ một cơ hội cùng để chúng ta cùng tìm hiểu từ cái cơ bản để chúng ta có thể xây dựng bảo trì những sản phẩm mà đã được phát triển với ArcGIS Desktop. Thì tuy nhiên tới điểm hiện tại thì sản phẩm này nó vẫn còn được release cái phiên bản ha, lúc mà mình đang làm khoa học này thì đã release phiên bản 10.9 rồi đấy. Tuy nhiên chúng ta cũng như mình đã nói ha, trong khoa học này thì mình trẻ, đây thực sự đây không phải là một khoa học mới ha, tuy nhiên đó là một cái việc mà bởi vì cái sự tác động của ArcGIS Desktop này khá là to lớn, cho nên là tới hiện tại thì mình vẫn mong muốn tạo khóa học này để chia sẻ với các bạn một cái kiến thức về Object SDK đấy. Thì hy vọng rằng các bạn có thể tận dụng được những kiến thức trong khóa học này và có thể hỗ trợ được các bạn trong công việc ha. Rồi ok, thì quay trở lại, khi bạn thấy định vị cái vị trí của cái Object SDK mà cái đối tượng mà trong khóa học này chúng ta học đó, thì nó đang ở đây trong bức tranh chung trong cái hệ sinh thái ArcGIS Developer. Ok, mình nghĩ video này sẽ tạm ngừng ở đây. Trong video theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy thì ArcObject nó là cái gì, và đối với tìm hiểu sử dụng ArcObject thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái gì nha. Ok, hẹn gặp bạn video tiếp theo.